Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Chúc các bạn có một buổi online vui vẻ nhé. Sau đây bên mình sẽ vào review luôn tất cả những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Thì hôm nay là số lượng máy thì mình nghĩ là cũng khá nhiều, còn chủng loại máy thì nó có ít thôi. Mình cũng sẽ cố gắng review nhanh nhất có thể và làm sao để cho các bạn nắm chọn được cái tình trạng của máy nhé. Rồi các bạn quyết định như thế nào thì ủng hộ cho bên mình. Thì hôm nay bên mình có 1, 2, 3, hình như có 10 cây lốt 8 này, 10 cây 6S này, đó, S9 và S15G, lốt 10 Việt, iPhone X và các thứ khác. Đây mình sẽ view cho các bạn luôn nhé. Thì trước mắt thì sẽ vào cái bọn lốt 8 trước đi. Đây là lốt 8 có 10 cây thì hôm nay thì tất cả đều là hàng cực chất. Hôm nay là hàng cực chất đấy. Đó. Đây cây này này. Đây, bên mình mua lại đây toàn là giá của các cửa hàng đấy bán này 4.850.000 này, nhưng mà bên về tay về bên mình thì bên mình sẽ bán với các bạn những cái mức giá nó khác nhé. Đó đây này, đó đây ngoại hình nhá, tất cả ngoại hình nó đều là hàng chất luôn, tất cái lô này cực chất. Đó. Máy rất đẹp này, bản Hàn Quốc nhé, màn hình trắng tinh luôn này, các bạn nhìn màn hình các bạn biết giá tiền rồi nhé. Đó đây mình sẽ vào xem bộ nhớ cho các bạn nữa là ok. Chúng bọn này thì mình bao full nội cho tất cả các bạn, không chứa tất cả cái gì cả, bảo hành 3 tháng lỗi là đổi cho các bạn nhé, không có quay. Đó đây là RAM 6, bộ nhớ 64GB, bản Hàn đã lên 2 SIM. Con máy này thì nó là hàng zin đẹp lung linh. Đấy, zin đẹp lung linh, cả năng lượng áp cũng là vẫn còn đầy đủ đấy. Đó, màn rất đẹp nhé, không xước nhá. Màn đẹp luôn, không xước, đây là toàn là nó hàng chất luôn cho các bạn. Hàng nguyên con gửi từ bên Hàn về. Về đây là chạy 2 SIM bán cho các bạn đó. Đó, con này thì bên mình đang che lắp cái mức giá cũ đi. Đây mình đang bán cho các bạn những con máy này là giá là 4.550.000 nhá. 4.550 nhá. Đây là cây số 1. Ok. Bởi vì hàng hôm nay nó rất chất nên các bạn cố gắng để ý và tham khảo nhé. Tiếp theo vào cây số 2 là một cái máy màu xanh. Đây màu xanh. Rất đẹp nhá. Này các bạn nhìn này, viền nó khít khít luôn. Đó, xước thì hầu như là không luôn bởi vì đây là loa. Đó, đây loa này, màn tất cả zin không ép kính nhá, không thay vỏ, không thay lưng gì hết nhá. Đó, nhìn kỹ thì nó có các cái vết phe phẩy lông mèo nhá. Những cái vết đấy thì mình không tính tiền nhé. Đó nhìn này, màn rồi. Tất cả màn này trắng tinh như bóc luôn, nó cũng là bản Hàn, cũng đã lên 2 SIM. Mình sẽ view RAM zoom cho các bạn xem nhé. Đây cây này cũng là RAM 6, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Về tất cả các cái cấu hình khác thì các bạn xem giúp mình ở trên Google nhé. Con này với thiết kế của nó pin là 4000 bút biết đầy đủ này. Đó, chụp ảnh 2 cam này, vân tay này, nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết các bạn nhé. Đó, đầy đủ công nghệ trên một con máy. Đây là cái số 2. Cái số 2. Đây mình cũng đang bán cho bạn giá 4.550.000 nhé. Đó. Cái số 2 4.550.000 nhé. Cái số 3. Đây cái số 3, ngoại hình cũng rất là lung linh nhé. Đó. Đây cái này thì nó xước phe phẩy hơn một chút này. Đó nhìn này. Đó. Đấy, bạn nhìn thấy vết cong vết xước chưa? Đây. Nói chung là nó phe phẩy nhá. Nhưng phe phẩy ít thôi, các bạn nhìn nói chung tổng quát nó rất là đẹp. Đây các bạn để như này các bạn nhìn rất là đẹp. Nếu các bạn mà xăm soi như kiểu thợ mua máy thì các bạn sẽ thấy các vết xước, còn nếu mà không thì các bạn nhìn tổng quan thôi. Một cái người nào mà mua nhìn máy các bạn cũng chỉ nhìn tổng quan thôi chứ không thể nào mà xăm soi tất cả các góc cạnh. Đó về màn hình này. Đó, không ám, không ố, không đốm, không lưu ảnh nhá. Đó, cũng đã lên 2 SIM này. Cũng là RAM, con này là RAM 6. Ui, con này bộ nhớ 256GB luôn các bạn nhá. Đây bộ nhớ 256 này. Đó. Tuyệt vời luôn nhá. Đây là cây số 3. Giá cũng là 4.550.000 các bạn nhé. 4.550.000.
Tiếp theo vào cây số 4. Vào cây số 4 này. Cây mẻ màu vàng. Ở đây đây là cái các cái giấy mà như này này. Đấy, các giấy nguyên bản ở bên kia họ dán nó về đây mình chưa kịp bóc đây này. Đấy cũng vết này vết keo nhá. Đây, keo giấy dán có cái này này, bóc ra thì nó sẽ để lại keo thôi. Mình chưa kịp lau thôi. Cái này thì đây nó sẽ đây, nó có xước một chút ở cái góc này. Cái màu vàng thì các bạn không nhìn thấy. Đấy, nó xước nó không bị mất màu thế mới lạ. Ồ đấy đúng có đúng một vết đấy thôi. Đẹp luôn các bạn nhé. Đây có đúng một cái vết ở chỗ gần cái bút này thôi. Đây các bạn nhìn không rõ đâu. À, không rõ, không rõ. Con này đẹp. 9798 nó cũng bị màn hình nhá. Ui trời. Không còn gì để chê các bạn nhé. Tất cả đều đã lên 2 sim rồi. Màn đẹp không tì vết luôn. Đó, con này cũng RAM 6 bộ nhớ 64GB cái màu gold nhá. Cái màu gold này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 4,5 triệu các bạn nhé. Cái số 4 bên mình đang bán 4,5 triệu. Hôm nay tất cả đều là hàng chất các bạn nhé. Cái lô trước là bên mình có những cây máy hàng ám một chút hoặc là gì một chút thì bên mình bán giá từ 2,5 triệu cho đến 3,5 triệu, 3,7 triệu. Nhưng hôm nay thì tất cả đều là nó là hàng đẹp đây này. Đói, các kênh khác đang bán là 4,850 này. Đợt này hàng khó lấy nên mình phải đi lấy lại đấy. Đó, mình phải đi lấy lại này. 4,850 thì bên mình cũng đang bán cho bạn 4,550 thôi. Đó, đây nhá. Đấy, màn rất đẹp này. Màn rất đẹp các bạn nhé. Đó, con này cũng là RAM 6 bộ nhớ 64GB các bạn nhé. RAM 6 bộ nhớ 64GB hàng rất là chất này. Ủa các bạn cầm những con máy này lên nó rất là chắc chắn nhé. Thực sự luôn. Cảm giác nó rất là uy tín. Cầm con máy rất là chắc chắn, nhìn các cái khung viền rồi các cái kẽ này nhìn rất là khít. Màn thì tất cả đều đẹp nhé. Không xước, không ép kính nhé. Đúng kiểu hàng nguyên cây ở bên Hàn về, nhìn chất thật, chất lừ luôn. 4,550 các bạn nhé. Đây là cây số 5. Giá là 4,550 các bạn nhé. Từ nãy giờ toàn 4,550 à. À có mỗi cây vàng là 4,5 triệu. Đây, cây màu đen. Đấy, màu đen này. Ủa. Cũng đẹp luôn các bạn nhé. Màu đen đẹp luôn này. Đẹp. Dịt keng luôn. Đấy. Chung là nhìn kỹ thì nó vẫn có các cái vết thế phẩy lông mèo. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, đấy, đấy. Đấy, ảnh đèn vào các bạn nhìn thấy này, đấy. Còn này không, hầu như nếu mà cái vết đấy là ở ngoài các bạn không nhìn thấy nhá. Đây mình cố tình quay cái góc cạnh rồi cho ảnh đèn vào thôi. Đấy, màn hình trắng sáng luôn này, hai sim hai sóng này. Đấy, cũng là RAM 6 bộ nhớ 64GB màn cũng đẹp các bạn nhé. Bên mình đang bán cho bạn là 4,550,000 nhé. Đây là cái số 6 giá 4,550. Đó, giá khá là cứng. Đây, tiếp nữa đây. Vàng đây, con này cũng bị xước một ít ở chỗ bút này. Đấy, gần bút. Còn lại là cũng đẹp nhá. Ừ, còn lại cũng đẹp. Nó bị xếp đúng một tí đấy thôi. Ôi, bọn này lô này cầm con máy nào lên sướng con máy đấy các bạn ạ. Nhìn cái màn hình đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Đang quen bán cái bọn màn ám, quay sang cầm màn bọn này cảm giác không muốn bán màn ám luôn ấy. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 64GB các bạn nhá. Màn trong veo. Ôi trời ơi, nhìn chân sạc của nó này.
lại rất là giữ gìn. Đây là cái số 7. Cái số 7 thì mình đang bán cho các bạn giá là 4 triệu rưỡi nhé. 4 triệu rưỡi. Ok, hôm nay thì khá là nhiều máy nên các bạn cứ từ từ mà chọn nhé. Đây là nút tả màu tím quay môn nữa đây. Đó. Các bạn mua bán thì vui lòng cọc cho bên mình 50 đến 200 nghìn các bạn nhé. Tùy theo giá trị máy, còn các bạn nào không cọc thì mình không gửi hàng đâu. Các bạn mua bán ở trên kênh của mình rồi thì cũng biết kênh của mình mua bán từ rất lâu rồi. Đó, mọi hình đẹp kem. Mua bán lâu rồi cho nên là các bạn yên tâm vấn đề uy tín nhá, mình không lấy gì cọc của các bạn tiền cọc cả. Gửi hàng đến không đúng hàng hoặc là máy nó lỗi, bên mình hoàn trả 100% tiền cọc, bên mình chịu luôn phí cước hai đầu luôn. Đó. Ôi giời, màn hình đẹp quá. Đấy. Cũng là giám sáu bộ nhiều số 4 ghi các bạn nhé. Đấy, con này cũng hàng đẹp lung linh luôn này. Đấy. Màu tím. Ok, cái số 8. Cái số 8 bên mình đang bán 4550 các bạn nhé. Tất cả máy bán ra bên mình tặng kèm một ốp lưng, một bộ cáp sạc và một tai nghe các bạn nhé. Bảo hành 3 tháng lỗi là đổi cho các bạn luôn. Coi như là các bạn đấy gọi là cái thời gian gọi là bao test đấy. Cứ lỗi là đổi. Trừ khi là không ưng là không được đổi thôi. Ví dụ đang xem con này rồi lại ưng con khác thì không được đổi thôi. Mà khi đấy đổi vẫn đổi được nhưng các bạn sẽ bị mất cái phí. Ôi con này cũng đẹp luôn các bạn nhé. Đúng một chấm trắng mũi đốt này. À, đúng một chấm trắng mũi đốt thôi. Ôi. Đó, trời ơi, màn hình này các bạn ơi, trong veo luôn nhá. Đấy, con này thì màn hình con nào cũng đẹp. Giờ chỉ có quan trọng là cái bộ nhớ của nó thôi. Đắt tiền hơn hay rẻ tiền hơn ở cái bộ nhớ thôi. Đấy, con này cũng giam 6, bộ nhớ 64 nhá. Bên mình cũng đang bán cho các bạn với giá của nó là 4 triệu 550 nghìn nhá. Đây là cái số 9. 4550 các bạn nhé. Tiếp theo vào cây số 10 này. Có cây số 10 này. Đây ngoại hình nó đỡ hình lông mèo một chút đây các bạn. Đấy. Còn lại đẹp luôn các bạn nhé. Đây cạnh sườn này. Xem màn hình nhé. Đấy màn hình đấy. Không một điểm trừ nào các bạn nhé. Nhìn nghiêng, nhìn ngang, nhìn dọc tất cả đều sáng quắc chứ. Đó. Để vào xem cấu hình ram zoom. Nhưng mà một khi mà đã lướt cái dòng Samsung Note và dòng S này rồi, các bạn lướt dòng Z và dòng A, các bạn sẽ cảm giác nó cứ thế nào, kể cả cái dòng đời mới bây giờ. Không phải là mình chuyên làm Note với S mà mình chê cái dòng A đâu. Ví dụ cái dòng A, ví dụ như A31 hay A51, A71 thì các bạn lướt, các bạn rồi các bạn quay sang nước cái này, các bạn cảm giác nó kiểu như một trời một vực luôn. Đấy là cái mà cảm nhận của mình chia sẻ cho các bạn thôi. Mặc dù bọn này pin có thể là nó yếu hơn rất là nhiều cái dòng đời mới, nhưng mà để về nói về cái hiệu năng rồi cũng như là cái cảm giác dùng máy, bọn này nó sướng hơn rất là nhiều. Đó. Ok, đây là cái số 10 này. Số 10 này bán cho bạn giá là 4 triệu rưỡi nhá. Bán cho bạn là 4 triệu rưỡi này. Chúng hôm nay hàng này các bạn cứ dám mắt mua cũng được các bạn ạ. Hôm nay hàng lốt 8 này này. Tất cả hàng lốt 8 của ngày hôm nay các bạn cứ dám mắt mua cũng được. Không cần phải chọn, không cần phải xem. Ở đây là mình cố gắng mình view cho các bạn để các bạn kỹ hơn thôi. Tiếp theo nữa đến cái dòng mà nó kế tiếp đó là những chiếc Samsung Galaxy S9. S9 thì hôm nay bên mình có 3 cây. Đó, có 3 cây thì một cây tím, một cây bản Việt, hai cây xanh, một cây xanh xanh nam, một cây xanh ngọc phỉ thúy này thì bên mình là bản Hàn. Mình sẽ view từng cây một nhá. Bọn này thì hôm nay cũng không chê vào đâu luôn được, cái cây này màu rất là đẹp. Không biết các bạn như thế nào nhưng mà mình cái cảm giác cái màu này nhìn nó kiểu nó thanh cảnh nhá. Đây ở trên thì là xanh đậm này, ở dưới thì nó màu trắng ngà này. Đấy, trời ơi nhìn rất là đẹp nhá. Đây gọi là xanh ngọc này. Màn hình này các bạn,
tuyệt vời không mặt trời nhé. Bộ này nó up Chrome là nó, các bạn muốn kiểm tra email là phải vào trong này các bạn nhé. Đây thông tin này. Đấy. Đấy, các bạn muốn kiểm tra email là phải vào trong bên trong này, bởi vì con này nó up Chrome, nó bị nỗi Chrome, nhưng mà nó chỉ là nỗi Chrome khi không kiểm tra được email bên ngoài thôi, còn vào trong bên này vẫn thoải mái các bạn nhé. Và chúng các bạn sử dụng thì các bạn không cần thiết phải những cái đấy, chỉ có người thợ như bọn mình thôi, muốn mua máy rồi muốn test máy nhanh thì vào cái đấy thôi, còn các bạn thì cứ dùng thoải mái trong vòng 3 tháng đi, lỗi lầm đâu bên mình sẽ chịu trách nhiệm cho các bạn, trừ khi các bạn rơi vỡ rơi rớt thì các kiểu thì các bạn phải chịu thôi. RAM 4 bộ nhớ 64GB các bạn nhé. RAM 4 bộ nhớ 64GB, màu này rất là đẹp nhé. Về ngoại hình của nó thì là hàng đẹp 99% luôn. Đây 1 chấm, à không phải chấm, còn đẹp luôn các bạn nhé. Đó, cái này bên mình đang bảo cho các bạn giá là 4 triệu rồi. Cái số 1 bên mình đang bán cho các bạn 4 triệu nhé. Cái số 2 này, cái số 2 là cây bản Việt các bạn nhé. Cây bản Việt ngoại hình đẹp luôn nhé. Hôm nay thì bên mình đi nhập lại hàng, cho nên là các cái hàng này là các cửa hàng đấy họ cũng đã tuyển chọn rồi, và mình lại còn chọn lại nữa. Chính vì vậy là nó sẽ được cái hàng chất hơn. Đấy, đấy thì hai email khác nhau này. Cũng dám 4 bộ nhớ 64 nhé. Màn hình cũng đẹp lung linh nhé, không có điểm trừ nào luôn nhé. Đấy. Cái này bên mình sẽ bán cho bạn bằng tiền luôn, bằng tiền cái bản Hàn luôn. Đấy, cái số 2 bên mình cũng đang bán là 4 triệu rồi. Tiếp theo vào cái số 3 này, cái bản Hàn nữa, màu xanh nam đó, màu xanh Hòa Bình nhỉ. Vân tay đầy đủ nhá, nhận diện khuôn mặt đầy đủ, màn hình trắng sáng này. RAM 4 bộ nhớ 64 các bạn nhé. Đó, ba cây này bên mình đều bán cho các bạn giá là 4 triệu nhé. Đây cây số 3. Giá cũng 4 triệu các bạn nhé. Tiếp theo nữa là để không nhằm chán thì bên mình sẽ quay sang cái bọn iPhone một chút nhé. Đây, từ nãy giờ quá nhiều Samsung rồi. iPhone hôm nay bên mình có được 10 cây. Hôm nay có 10 cây iPhone 6s đây các bạn. Tất cả là hàng zin phẩy nhé, zin phẩy đẹp luôn, không cần móc. Nói chung tất cả hàng này đều là hàng zin nhưng mà không bị cấn móc phát nào cả, cho nên hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình kiểm tra, và bọn này bên mình sẽ bán cho các bạn với những con mà pin trên 80 thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 2.150.000, 6S 32GB quốc tế Mỹ. Đó, giá này là giá rẻ vô địch cho tất cả các bạn. Giá tức là không thay pin, cứ để như thế này bên mình sẽ bán cho các bạn giá là 2.150.000. Còn những cái máy nào các bạn muốn thay pin thì vui lòng thêm 150.000. Ok, thêm 150.000 cho mình. Đầu tiên nó sẽ là một cây đây ngoại hình này, nó bị xước một tí tí ở chân sạc ấy. Đây, các bạn nhìn rõ không ạ? Nói chung là không nhìn rõ đâu. Tất cả đều đẹp hết nhá. Đó, đẹp này. Nó đẹp gì nha, chứ không phải là đẹp hàng nên vỏ hoặc là ấy đâu. Đây là cái viên này, viên bẩn mình chưa nấu hết thôi. Còn cái này quên chưa nấu đấy. Đây, con này pin của 68% này. Đấy, cam kết zin nguyên cây của cho các bạn nhé. Đấy, bản 32GB quốc tế Mỹ này. 6S bản 32GB, dòng 32GB thì nó ra sau dòng 1664, cho nên là về cái máy của nó cũng chất hơn. Đây là cái số 1 bên mình đang bán cho bạn giá 5. Mình sẽ đánh dấu số thôi nhé, không phải ghi giá nhé. 2.150.000. Bạn nào muốn thay pin thì alo cho bên mình. Đây cái số 1. Đây vào cái số 2. Cái này thì sơn nó chấm một chút này. Đấy, sơn nó chấm một chút này. Đấy, con này thì pin 85% này. Đấy, giá cũng chỉ có 2.150.000 thôi. Đấy, vào tất cả đều là bản Mỹ chuẩn nhá, hàng Mỹ chuẩn luôn.
A166 1688 là mỹ chuẩn luôn cho các bạn. 6S đây, con này nó trầm sơn một chút nhá, màu trắng trắng nhá. Quốc tế mình bao quốc tế chọn đời cho các bạn nhá, quốc tế chọn đời luôn, vẫn bảo hành 3 tháng lỗi là đổi cho các bạn. Riêng dòng iPhone này thì mình chỉ cần bao test trong vòng 1 tuần thôi, các bạn dùng trong 1 tuần lỗi lầm như nào gái biết ngay đó. Cái số 3 cũng là một cái máy màu trắng tiếp, ngoại hình đẹp hơn. Đấy, bạn nào nhanh tay thì chọn được những chiếc máy đẹp nhá, đẹp zin nguyên bản cho các bạn luôn. Pin 82% các bạn nhé, pin 82%. Zin này các bạn, nói chung các bạn nhìn camera cái các bạn biết zin hay không ngay mà. Đó, đèn xì nhánh luôn. Ok, đây là cái số 3. Vào cái số 4. Cái số 4 này. Đây, chấm một chấm ở trên đầu nhá. Đó, chấm một chấm ở trên đầu này, rất nhỏ. Tất cả máy bên mình đã reset hết cho tất cả các bạn rồi. Các bạn thì nếu mà các bạn chưa tin tưởng cửa hàng mình thì có thể về reset lại, còn bên mình đã reset dòng 2 rồi. Tất cả 100% đây, bên mình đã reset dòng 2 hết rồi. Về các bạn chỉ việc nắp SIM vào dùng thôi. Còn bạn nào chưa tin thì có thể reset thoải mái, mình vẫn bao lắp bao quốc tế cho tất cả các bạn. Đấy, đây con này pin 88% này, không phải thay các bạn nhé. Đây là cái số 4 này, 2.150.000 thôi các bạn nhé, rất là rẻ. Cái số 5 này rất đẹp luôn. Đây này, có xước một tí này, nói chung là vỏ nó hơi bạc một chút, đây nó cũng bị xước ở chỗ chân sạc một tí này, đấy. Còn lại đẹp các bạn nhé. Ok, lúc nãy quen tay đang nhập sổ, cứ phải kiểm vào check email. Đây của con này pin 90 luôn này, có số 5 pin 90 này. Đấy, bạn nào nhanh tay thì lấy cây số 4 số 5 này, 5. Đó. Ok, tất cả giá đồng giá hết các bạn nhé. Nhanh tay thì được con đẹp pin cao, còn không nhanh tay thì lấy các con đấy. Đấy, ủa đẹp luôn này, đẹp luôn nhá. Đó. Pin này, ui 87 luôn các bạn ơi, 87 này thoải mái dùng rồi, dùng thoải mái trong vòng 5 nữa nhá. Đấy, dùng thoải mái trong 1 năm nữa. Ô con này như bản VCA này, VCA là bản châu Âu các bạn nhé, châu Âu thì không có lắp rồi. Đấy, bản này bản châu Âu. Đấy, cái này cái số 6 này, pin bao nhiêu nhỉ, mình quên mất. Pin 87 đúng không, cái này pin 87, cái số 6 pin 87% nhé. Cái số 7 này, đấy, nó như bọn này chân sạc nó toàn bị xước xước một tí thôi. Đó, con này là đẹp nhá. Tất cả đều là bản 32GB. Đây, Mỹ đây. Pin bảo trì này, nói chung là pin bảo trì rồi, phải thay rồi. Đây cái số 7 nhé. Cái số 7 bên... cái số 7 bên mình cũng đang bán đồng giá này. Bạn đợi mình một chút này. Đó, vào cây số 8 này. Ở đây cây số 8 này bỏ qua nhé. Đây cây số 8 này là một cái màn nô, màn tàu này các bạn này. Đấy, định dí mình nhưng mà không được. Con này mình nhìn phát mà biết ngay màn tàu, bỏ qua không bán nhé. Đây vào cái số 8 khác này. Đấy, cái này thì cuồng táo một chút này. Nói chung cái giá này thì các bạn không quan trọng ngoại hình nhá, giá này bán cho các bạn bằng cái giá kính đẹp vỏ xấu rồi. Cái này bán quyền đấy, cứ vào. Đây con này pin bảo trì này, đó, bán cho bạn giá 2.150.000 nhá.
Đấy, cây số 8. Cây số 8 này 2.150.000 này. Đấy, vào cây số 9 này. Cây số 9 pin này. Đấy, pin 84% cũng phải thay nhá. Thoải mái mà dùng. Dưới 80 phải thay thôi, còn trên 80 không phải thay. Sử dụng cái con máy zin nguyên cho nó sướng, an tâm. Pin thì các bạn thay thì bên mình vẫn thay hỗ trợ các bạn pin zin pin chuẩn thôi, các bạn không phải lo đâu. Đây là cây số 9 nhá. Cây số 9 này. Đó, pin 84%, giá cũng là 2.150.000 nhá. Bán ra bao gồm một bộ cáp sạc, một kính cường lực, một ốp lưng các bạn nhé. Tiếp theo là vào một con máy giá siêu rẻ đi. Siêu rẻ của ngày hôm nay là một con Note 4. Con này Galaxy Note 4 này, ngoại hình thì giá tiền thì chắc là không phải quan trọng ngoại hình. Con này bên mình bán cho các bạn giá 500.000. Đó, ngoại hình của nó xấu nhá. Pin thì pin mới. Đây, pin mới nhá. Đây, chuyện dấu này, pin này bảo hành 6 tháng này. Đấy, đầy đủ này. Đấy, tem mác các kiểu này còn chưa bung cơ. Con này nó như thế này. Đấy, nó kẻ một đường kẻ chỉ này. Đấy, khách đã dùng 5 năm nay rồi, nó vẫn kẻ chỉ như này. Nó không loang ra thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Đó. Đấy. Con này đấy, tất cả dữ liệu của khách vẫn còn đầy đủ nhé. Quen vuốt lên vuốt xuống cái này để vào phần cài đặt. Đây là Samsung Galaxy Note 4 này. Đây Note 4 SLTE này, 4G này. Ok, ok. Màn ám nhé. Đấy, các bạn nhìn màn ám nhé. Ám vào kẻ chỉ này. Bán cho bạn giá 500.000 nhé. Sau đây mình vào kiểm tra camera cho các bạn nhé. Ôi, trời, đây là dùng B612. Nào nhỉ, khó sử dụng thật. Các bạn là đây là máy của khách ở à, đây camera đây. Đấy, camera các bạn xem lần trước này. Đấy, vẫn ok các bạn nhé. Nói chung là đầy đủ chức năng rồi. Ok, bán cho bạn giá 500.000 nhé. Đấy, bán cho bạn đúng tiền gọi là của pin của cái main chứ còn có tính tiền gì đâu. 500.000 thôi, rất rẻ. Vào tiếp theo là vào cây Samsung S15G. S15G hôm nay có hai cây máy màu vàng, vàng cát các bạn nhé, tuyệt đẹp luôn. Hai cây vàng cát tuyệt đẹp luôn cho các bạn. Đấy, không phải nghĩ ngợi luôn. Đây cây số 1. Đây, cây số 1 đây. Hôm nay thì hàng cực chất luôn. Đây, chấm đúng một chấm này. Đấy, chấm đúng một chấm như mũi đốt thôi. Rất đẹp. Màn thì không chê vào đâu nhé. Đây các bạn. Đó, màn không chê vào đâu. Đó, bên mình đang bán cho các bạn con S10, đây có S15G nhé. Bọn này là chỉ có một SIM thôi. Đó. Chỉ có một SIM RAM 8, bộ nhớ 256GB, pin 4.500. Tuyệt vời cho các bạn. Đây cấu hình này, cam trước của nó này. Đấy, các bạn nhìn nét chưa? Cực nét luôn. Đấy, cái cam sau này cũng vừa, trời ơi. Tuyệt vời luôn. Màn sáng quắc như gương. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 7 triệu các bạn nhé. Giá chỉ có 7 triệu thôi. Cái số 1. Đẹp 99%. 7 triệu. Tiếp theo vào cái S15G số 2. Đây, ngoại hình đây cũng đẹp nhá. Mấy cái tem này phải bóc ra này. Hôm nay định bóc người quá. Bóc ra vì cái tem đấy là tem khác. Khi các bạn mua bán bên mình thì giữ hộ mình cái tem và cái phiếu bảo hành nhá, để bên mình còn bảo hành. Bên mình đang dính một trường hợp mà hiện tại trên hệ thống của bên mình là đang không có. Thứ hai nữa là phiếu bảo hành không có, cho nên là mình không biết là nên bảo hành như thế nào. Chắc cũng sẽ hỗ trợ bảo hành thôi. Theo như lời anh đấy thì là chắc chắn là nó ngoài 3 tháng rồi là nó bị mất trên hệ thống.
Con này đẹp luôn. Còn nếu mà ở trong vòng 3 tháng bên mình sẽ nhận lại máy và đổi luôn cho các bạn con máy khác, không đợi sửa các bạn nhé. Bên mình đang gặp một trường hợp phải đợi sửa, nó bị lỗi lỗi màn thôi. Lỗi màn đấy thì là không biết là do đâu. Lỗi màn thì thường thường là do người sử dụng thôi, chứ còn tự dưng màn lỗi thì ít lắm. Đó, con này đẹp lung linh luôn các bạn nhé. Đấy, trời ơi, cam rất led này, F15G. Đây, con này cũng bộ nhớ nó cũng chắc cũng như thế thôi. RAM 8 bộ nhớ 256 các bạn nhé. RAM 8 bộ nhớ 256. Máy rất đẹp. Này, các màu này thì các màu ai dùng cũng được, nam dùng cũng được mà nữ dùng cũng được. Cầm rất là sang trọng các bạn nhé. Cái số 2 giá cũng 7 triệu các bạn nhé. Tiếp theo nữa là vào chiếc lốt 9 đi. Lốt 9 bản Hàn này bên mình có một cây này. Đó, cái này khá là đẹp nhé. Lốt 9 Hàn khá đẹp luôn. Đây, một chấm này. Một chấm này. Đó. Màn hình con này đã dán rồi nhé. Con này thì đã dán miếng chống xước rồi này. Các bạn về các bạn cứ việc dùng thôi. Màn thì mình cam kết với các bạn màn đẹp kem. Đây, dán chống xước này. Bên mình không có miếng dán nên là đi lấy hàng có những cái miếng dán này là bên mình phải xin luôn. Đấy, cũng đã ủi màn hình trắng tinh luôn nhé. Cũng hai sim hai sóng, RAM 6 bộ nhớ là 64 GB, à RAM 6 bộ nhớ 128 GB, mình nói lộn nhá, pin 4 ngàn rưỡi. Đó, tuyệt vời các bạn nhá. Đâu nhỉ, Note 9 là pin 4000, mình nhầm, Note 9 pin 4000 nhá. Đây, cái số 1 một bên mình đang bán cho bạn, giá của nó là 5,7 triệu nhé. Cái số 1 bản Hàn 5,7 triệu, giá rất rẻ. Cái số 2 cũng là bản Hàn này, ngoại hình đẹp các bạn nhé. Ngoại hình đẹp đây, con này là mình quên không nâu, nói chung là nâu đi là đẹp các bạn nhé. Chấm một tí thôi. Đây, chỗ này nó bị xước một tí sơn này. Xước một tí sơn này. Còn lại đẹp luôn nhá. Đây, mình sẽ bật màn lên. Đấy, nhìn chữ Samsung Galaxy Note 9 là thấy uy tín rồi nhá. Cái này bên mình đang bán cho bạn giá là 5 triệu rưỡi nhá. Cái số 2. Triệu rưỡi các bạn nhé. Đấy, màn hình nha, đẹp luôn các bạn nhé. Cái số 2 màn hình đẹp luôn. Cũng là RAM 6 bộ nhớ là 128 GB. Đây là hai cây lốt 10 bản Việt. Thì bên mình đang view ở video trước rồi, nên các bạn xem hộ mình trên video trước nhé. Đó, thì hôm nay bên mình cũng đã view xong chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng, thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn nhé. Và bây giờ bên mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.